là phó tổng giám đốc, giám đốc điều hành ngành hàng thiết bị di động công ty điện tử Samsung Vina. Dạ chào anh Huy, anh Huy có thể nói đôi điều với khán giả ở Việt Nam. Xin chào tất cả các bạn khán giả Việt Nam đang tham dự buổi lễ ra mắt Samsung Galaxy S9 Unpacked tại Barcelona ngày hôm nay. Được đánh giá là một trong những siêu phẩm công nghệ mà sẽ khởi đầu cho một năm 2018. Thế thì cái lễ ra mắt của Unpacked của Galaxy S9 sẽ có điều gì đáng chú ý? Thì thật là khó diễn tả được cảm xúc của mình khi thấy hàng dài tất cả những người báo chí và những người mẫu điều ở đây tham dự vào cái buổi Unpacked ngày hôm nay, và họ đã xếp hàng trước đó hàng tiếng rất là nhiều tiếng đồng hồ. Điều đó cho thấy là Galaxy S9 thật sự rất là hot đối với báo giới. Bắt đầu năm nay Samsung ra mắt Galaxy S9, và với sự kiện này thì Samsung cũng muốn giới thiệu những cái công nghệ đột phá và những cái trải nghiệm tuyệt đỉnh và rất là tuyệt vời đối với người tiêu dùng. Thì Galaxy về cụ thể về Galaxy S9 này như thế nào thì cho phép tôi giữ bí mật cho tới thời điểm này, để buổi lễ nó được diễn ra rất là thú vị. Tuy nhiên thì hẳn là tất cả các anh chị em đều biết hết, thì lúc nào Samsung Unpacked Galaxy thì cũng tạo ra sự ngạc nhiên và thú vị, và đem đến sự sáng tạo rất là bất ngờ đối với tất cả người tiêu dùng. Anh không muốn nói nhiều về lễ ra mắt sản phẩm, nhưng mà về bản thân sản phẩm này thì sẽ có điều gì đáng chú ý thưa anh? Về sản phẩm Galaxy S9 thì tôi xin chia sẻ một tí là ngày nay là hình ảnh trở thành ngôn ngữ giao tiếp chính, bởi vì thông qua hình ảnh người ta có thể diễn đạt được nhiều hơn, đa dạng hơn và sáng tạo hơn. Và cái camera trên smartphone đó là một phần không thể thiếu trong cuộc sống, và thông qua đó thì thông qua việc mà sử dụng camera trên smartphone, người tiêu dùng tạo ra những chuyển biến mới về cách mà người tiêu dùng giao tiếp với thế giới xung quanh. Người tiêu dùng thật sự muốn một chiếc camera có những công nghệ vượt trội và thể hiện được hình ảnh chất lượng cao. Bên cạnh đó, camera trên điện thoại smartphone cũng là công cụ riêng biệt để tạo ra những cái câu chuyện độc đáo cho riêng họ. Thì với Galaxy S9 lần này, Samsung mong muốn là không chỉ là một cái bản nâng cấp rất là nhiều về camera, mà còn muốn tái định nghĩa lại ngôn ngữ hình ảnh và trải nghiệm của người dùng bằng những công nghệ tiên tiến nhất. Thì đó là cái điều đặc biệt về The Camera Reimagining của Samsung Galaxy S9 lần này. Chào bạn, bạn có thể giới thiệu đôi nét của bạn cho mình. Cảm xúc của chị như thế nào khi mà chị đứng tại Barcelona trong cái giờ phút đặc biệt này? Tôi cảm thấy mình rất là may mắn, và tôi đang chứng kiến hàng nghìn người đổ về, hàng nghìn người trên thế giới. Tôi đang chứng kiến hàng nghìn người trên thế giới đổ về để... Ok, bỏ, không sợ. Từ từ. Cảm giác của Hậu như thế nào khi mà Hậu đứng tại Barcelona vào thời điểm này? Tôi cảm thấy rất là tự hào khi mà chứng kiến hàng ngàn người trên khắp nơi trên toàn thế giới đổ về để chứng kiến sự ra mắt của một siêu phẩm công nghệ mà chúng tôi góp phần làm. Hi, nice to meet you. Can you introduce something about yourself? My name is Ryan Higgs. I work for Android Police in the United States, I'm here at Samsung's Unpacked event for the Galaxy S9. What is your expectation about this event? Well, this is my first time, so I've never been to one of these events before, but I'm really excited. I've watched a couple of the previous ones online, and Samsung has a habit of making a good spectacle of things, and I think it's going to be really exciting to see. I think I'm most looking forward to the camera on the Android phones. It seems like that's the sort of thing that consumers can get really excited about. The specs are really interesting. You guys are going to have to wait and see, but it sounds pretty cool. Thank you so much. Thank you. Xin được cảm ơn anh Thành Long, cảm ơn ZNews Team cũng như là các khách mời của chúng ta đã có những chia sẻ rất là thú vị và những góc nhìn của mình tại Barcelona, nơi mà cả thế giới công nghệ đang hướng về trong giờ phút này. Và thưa quý vị, bây giờ thì chỉ còn hơn một phút nữa thôi thì sự kiện của chúng ta sẽ chính thức được bắt đầu. Xin mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ chuyển sự chú ý về sân khấu tại Barcelona và chờ đợi những điều sắp diễn ra. Xin mời.
làm điều bạn không thể. Đó chính là Samsung Galaxy. Today, I'm doing the finishing touches on the bike. Can't you just get a real job? Can't you just get a real job? Can't you just get a real job? Can't you just Head of IT Mobile Communication Division, Chủ tịch và một người đứng đầu của ngành hàng công nghệ thông tin và truyền thông di động, ngài DJ Cole. Vâng, xin chào đón. Welcome. Vâng, xin chào đón tất cả quý vị. Welcome everyone. Xin chào đón tất cả quý vị. And thank you. Vâng, xin cảm ơn. It's an exciting time. Thực sự đây là một thời gian Mobile World Congress. Tại hội nghị Mobile World. Incredible advances in technology have created. Chúng ta nói về công nghệ. The perfect conditions for innovation and change. Tiến bộ, tân tiến đổi mới. Artificial intelligence and machine learning. Và cực kỳ thông minh. Augmented and virtual reality. Faster networks. More powerful processors. The Internet of Things. Di động tuyệt vời hơn. Và công nghệ Internet. And now, with the connected devices everywhere, powered by AI, what we like to call the intelligence AI, mà chúng ta gọi là trí tuệ nhân tạo robot đó. Để kết nối tất cả mọi điều. This week, companies from across our industry have come to show us how they intend to change the world. Cái cách mà chúng ta đã thay đổi thế giới này như thế nào? I have a different view. Lại có một cái quan điểm khác biệt. I believe we overestimate our impact and inflate our role. Đánh giá. It's not technology companies that change the world. Không phải chính là các công ty công nghệ thay đổi thế giới. People. Mà chính là con người. Chính là nhân loại. We may deliver new capabilities and add new features. Những sản phẩm mới. But thêm được những it's only mới. When technology is in people's hands chính là that real magic happens. Vời. And mà our lives are transformed. Màu, những cái điều kỳ diệu thực sự giúp cho cuộc sống thay da đổi thịt. It's you. Đó chính là các bạn. Who are the true creators? Đó chính là các bạn. And innovators. Là những nhà phát minh. You are the ones phát kiến vĩ đại. Who see new chính possibilities? Là chính là những người thấy được những to a universe of new experiences. Khả năng mới, mở ra những trải nghiệm mới. There is no better proof toàn than the mobile phone. Không có it started out bằng chứng as a simple idea. Là chiếc điện thoại di động. A device to make phone calls on the go. Một cái thiết bị giúp cho chúng ta có thể thực hiện các cuộc gọi trên con đường đi. But when you saw what it could do, chúng ta thấy you wondered các cái chiếc điện thoại này nó có thể what else was possible. If I can make a call, why not send an email?
gọi một cô gái. Why can't tại sao tôi lại I listen to music? Tại sao tôi lại Why can't nghe nhạc được chứ? I take a picture or watch videos? Hoặc là xem một đoạn video chứ? At Samsung, tại Samsung, we are inspired chúng tôi by the questions được you ask. Bởi chính những câu hỏi mà we are a company of researchers, chúng tôi là innovators, gồm designers, nghiên cứu, những and engineers phát kiến, những nhà thiết who have a deep commitment nhưng chúng tôi to listen to our customers. Thực sự là sâu sắc. Every question challenges us to work harder to turn today's impossible ideas biến những into điều ngày nay tomorrow's xem là essential capabilities. Trở thành những điều hoàn toàn nằm trong tầm tay của quý vị. This is why và đây là we lý do built tại sao the first mobile phone with an MP3 player chiếc điện thoại di động đầu and tiên the first phone with a built-in camera. MP3, máy chơi nhạc MP3. It's what led us to create và đó chính the fabulous and pioneer the infinite trở thành display. Công ty đi tiên phong trong ngành về lĩnh vực này và now, và bây giờ we are even more excited by what's possible when you turn những điều can't mà chúng ta có thể into can. So với trước đây, your ideas and passion have transformed the communication and changed đã thay đổi wholly. Cả cách truyền thông, cái cách chúng ta sinh sống trong cuộc đời. But for all the progress we have made, tất cả những tiến bộ, there's still a lot of work to do. Đó vẫn ngoài kia, technology rất là nhiều is still too complicated. Công nghệ vẫn there are too many steps, phức tạp, còn quá too many features don't get used. Mà chúng ta phải làm quen. To tackle this next great challenge, we are committed to open innovation. Này, so all your smart devices will work seamlessly across your connected life. Fragmentation and complexity và will become loại bỏ cái tính phức tạp past. Và cái đó nó sẽ trở thành cho bụi của quá khứ. Tất cả những sự phức tạp đó. Today, ngày nay, we are unveiling a chúng new tôi xin được trình làng smartphone một bộ đồ thị siêu phẩm Galaxy mới gồm rất nhiều các cái dịch vụ và nhiều tính năng phục vụ quý vị và giúp quý vị kết nối trực tiếp với cuộc sống. Đó là chiếc smartphone kết hợp với trợ lý ảo Bixby giúp cho các bạn có thể đơn giản hóa cuộc sống. Và bây giờ chúng ta đơn giản là làm được mọi việc. Và đó là chiếc điện thoại có thể giúp chúng ta có được rất là nhiều các cái bộ phận thông minh trong đó, các cái thiết bị tính năng thông minh trong đó để giúp chúng ta thực hiện được rất nhiều việc khác nhau. Đó chính là một cái chiếc điện thoại thông minh giúp chúng ta có thể chia sẻ các hình ảnh và video, và dĩ nhiên chúng ta có thể kết nối với lại các cái chiếc TV thông minh tại nhà và các cái thiết bị khác thông minh khác trong nhà, và với chương trình Samsung Health để giúp cho quý vị sống một cuộc sống tuyệt vời hơn, sức khỏe tốt đẹp hơn. For years, đã bao nhiêu năm nay, tôi đã luôn là công ty duy nhất để chào làng một các thiết bị tuyệt vời với rất là nhiều các cái tính năng được tích hợp đặc biệt trong đó. Và ngày nay chúng tôi đang kết hợp đối tác với trường đại học ở California, San Francisco tung ra chương trình nghiên cứu đầu tiên trên thế giới để giúp cho quý vị có thể sử dụng cái cảm biến này để đo được huyết áp. Tracking health and fitness is just one way. Theo dõi được cả cái yếu tố về sức khỏe, đó chỉ là một trong những cái tính năng mà điện thoại di động ngày nay có thể giúp cho quý vị có thể làm được. Dù là những năm tháng đầu tiên người ta chưa thể hình dung ra là có thể ngờ được là có thể có được cái chức năng tuyệt vời như vậy. Nhưng tất cả những cái thay đổi đó nó lại còn quan trọng hơn nữa, nằm ở chỗ đó là hình ảnh thay thế cho lời nói, thay thế cho các cái văn bản từ ngữ để giúp cho chúng ta có thể bày tỏ được cái thông điệp chúng ta mong muốn trình bày. Chúng ta không cần phải nói thêm gì cả. Hình ảnh, các cái đoạn clip đã từ nó đã truyền đạt tất cả thông tin mà chúng ta muốn nói. Và cái chức năng quan trọng của điện thoại ở đây không những chỉ là gọi điện thoại nữa, mà nó giúp cho chúng ta nắm bắt những khoảnh khắc tuyệt vời, những cái điều mà chúng ta muốn lưu lại để chia sẻ người khác, gửi đến những các emoji và chia sẻ video cho những người thân yêu. Năm ngoái,
người ta đã thực hiện hơn 1,2 ngàn tỷ các cái tấm ảnh chụp trên cái điện thoại của họ, và họ có thể share các cái video, rất là nhiều video, và họ đã gửi hơn 5 tỷ các cái emoji khác nhau. Thực tế là các cái thế hệ mạng xã hội ngày nay đã thực sự là làm một cả một cuộc cách mạng hóa trong cách mà mọi người truyền thông, truyền đạt với nhau, và thay đổi ngoạn mục cái cách mọi người sử dụng điện thoại di động để làm điều đó. Nhưng chính cách mà các bạn sử dụng điện thoại thay đổi cái cách mà xây dựng cái điện thoại, chúng tôi vẫn là nén vào cái vì đó tất cả những cái điều tinh túy tinh hoa nhất. Và cái điện thoại của chúng tôi ngày nay không chỉ chụp hình ảnh trong điều kiện thiếu sáng, chụp những cái hành động diễn ra rất là nhanh, mà tại Samsung chúng tôi luôn tin rằng đã đến lúc chúng ta cần phải có một chiếc điện thoại mới hoàn toàn. Không những chỉ là một cái chiếc điện thoại thông minh, chỉ là biết chụp hình bình thường, mà nó là một chiếc camera đột phá giúp cho chúng ta có thể quan sát được thế giới rõ ràng trong các điều kiện ánh sáng khác nhau, được tích hợp vào một chiếc điện thoại tuyệt vời, và giúp cho chúng ta có thể làm được những cái điều mà trước đây chúng ta chưa thể ngờ được, và chúng ta có thể đến được những nơi chúng ta không thể thấy được trước đây. Và tôi rất là vinh dự được trên làm cái chiếc điện thoại đầu tiên được xây dựng để phục vụ cho quý vị cái cách mà quý vị sống cuộc sống của mình ngày hôm nay, và đó là chiếc điện thoại duy nhất có được sức mạnh giúp cho quý vị tái định nghĩa lại cái cách thức chúng ta thực sự là sống, thực sự trải nghiệm trong thế giới của tương lai, của ngày mai. Ladies and gentlemen, kính thưa quý ông và quý bà, I give you, tôi xin được Galaxy trình làng cùng quý vị bộ đôi siêu phẩm S9, Galaxy S9 và S9 Plus. Thưa quý vị, đây chính là bộ đôi siêu phẩm Galaxy S9 và S9 Plus. Okay, thank you. Xin cảm thank ơn. You very much. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.
thưa quý vị, chúng ta cùng nhau chào đón lên sân khấu Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách chiến lược sản phẩm, ông Justin Dennison. Well, hello everyone. Vâng, xin chào tất cả quý vị. Tôi rất là phấn khích được có mặt ở đây ngày hôm nay để chia sẻ với tất cả quý vị về bộ đồ siêu phẩm Galaxy S9, S9 Plus tuyệt vời. Và từ trải nghiệm của tất cả chúng ta cũng đã biết là cái cách chúng ta sử dụng điện thoại thông minh ngày nay đã thay đổi cả về mặt chúng ta. Trước đây truyền thống điện thoại chỉ là sử dụng gọi điện mà thôi, nhưng mà chúng ta không còn sử dụng điện thoại như vậy nữa, theo cái kiểu như vậy, nhiều như vậy nữa. Mà sử dụng như thế này, chúng ta gửi hình ảnh, các hình ảnh động và các cái đoạn clip, video vân vân. Khi mà chúng ta thấy một cái điều gì đó buồn cười chẳng hạn, hài hước, chúng ta không có biết, mà chúng ta chỉ đơn thuần là chụp ảnh và quay video và lưu nó lại trong điện thoại thông minh của chúng ta. Và đó là cái cách mà chúng ta bộc lộ bản thân mình trong cuộc đời chúng ta, bày tỏ tình yêu thương của mình đối với những người thân yêu của chúng ta. Và cái điều mà tập đoàn Samsung của chúng tôi rất cam kết đó là giúp cho quý vị phản ánh được chính xác cuộc đời mà quý vị đang trải nghiệm ngay đây. Và đó chính xác là cái điều mà Samsung chúng tôi đã làm từ hồi xuất hiện siêu phẩm Note 8. Đó là giúp cho chúng ta có thể làm được nhiều hơn, thay đổi cái cách thế giới đang truyền thông. Và ngày nay chúng tôi vẫn tiếp tục xây dựng và củng cố cam kết chúng tôi giúp cho tất cả quý vị có thể nắm bắt được tất cả mọi khoảnh khắc tuyệt vời theo cái thế giới đang diễn ra xung quanh quý vị, và giúp cho chúng ta bày tỏ được bản thân con người của mình rất khác biệt so với trước đây. Đó là bộ đôi Galaxy S9, S9 Plus. Vâng, xin cảm ơn. Khi mà chúng tôi trình làng màn hình vô cực, rất nhiều người họ nói, wow, đây là cái mẫu thiết kế thực sự là đột phá ở màn hình lớn và không gian nhỏ gọn. Với chiếc S9 thì chúng tôi xây dựng cùng một cái nền tảng thiết kế tuyệt vời như vậy, giúp cho mọi người có trải nghiệm tràn ngập đắm mình vào trong đó. Và chúng tôi thực hiện cái mẫu thiết kế rất là duyên dáng, giúp cho quý vị có được cái trải nghiệm màn hình không bị điều gì khác cản trở. Chúng tôi cũng giúp cho chúng ta có cái phần mặt sau của điện thoại rất là tuyệt vời, thay vì mặt trước, giúp cho quý vị có thể thực hiện mở khóa điện thoại bằng dấu tay ở mặt sau. Đó là cái cách mà rất nhiều người chúng ta đã rất quen thuộc, và chúng ta muốn nó không có cản trở mặt trước màn hình. Và tôi đã đón nhận rất là nhiều lời đóng góp của tất cả quý vị, giúp cho quý vị có thể chạm vào cái phần mở dấu tay nó dễ dàng hơn, và nó không có bị che cái camera mặt sau. Vâng, xin cảm ơn. Và bởi vì chúng tôi tin rằng bằng cách là tạo cho quý vị sự tiện lợi nhiều hơn, nhiều phương án nhiều hơn, thì chúng tôi cũng giới thiệu cái tính năng Intelligent Scan. Nó kết hợp giữa quét móng mắt và nhận diện gương mặt, giúp cho chúng ta có thể mở khóa điện thoại dễ dàng hơn trong nhiều tình huống khác nhau hơn. Và nhận được cái lời đóng góp của tất cả quý vị, chúng tôi cũng đã thực hiện cái đóng góp của tất cả quý vị về màu sắc. Và chúng tôi đã tung ra 4 màu sắc trắng ngợp, đó là màu đen huyền bí, màu titanium, màu xanh san hô, và tất cả chúng ta sẽ đón chào một màu chưa bao giờ có trước đây, đó là màu tím lilac. Và quý vị có thể dễ dàng chọn cho mình cái màu sắc ưa thích. Và như quý vị biết là một hình ảnh trị giá bằng cả ngàn lời ở khác nhau, và tôi mời tất cả quý vị sẽ có trải nghiệm là chiếc Galaxy S9 nằm trong tay quý vị sẽ như thế nào. Nhưng mà thật sự là chúng tôi vẫn chưa tung ra chính thức, cho nên chúng ta sẽ thực hiện một cái phép màu kỳ diệu ở đây, đúng không ạ? Đó là phép màu thực tế ảo để cho tất cả quý vị biết là một chiếc S9 nằm ngay trước mặt các bạn, cận cảnh nó sẽ như thế nào. Và tôi mời tất cả các bạn dưới kia, chúng ta hãy lấy cái thiết bị đó ra đi, để ngay trước mặt mình. Tôi dành cho quý vị vài giây để làm điều đó. Và khi mà quý vị có cái thiết bị thiết bị kính đó ra, chúng ta lấy cái điện thoại của mình ra. Có cái app ở trong đó, có một cái nút gọi là nút AR, chúng ta click vào đó và quý vị scan cái bản tên của quý vị sử dụng cái điện thoại, và cái điều đó nó sẽ biến cái điện thoại các bạn trở thành đúng thành chiếc siêu phẩm Galaxy S9 ngay trước mặt các bạn.
Được mà, có lẽ là quý vị có thể thấy là sao chúng ta có thể xoay tới lui, xoay qua bên cạnh, trên và dưới, chúng ta có thể thấy được cái khung nhôm liền khối rất là tuyệt vời của nó. Và chúng ta có thể xoay qua, xoay lại, và chúng ta có thể xem được cả mặt sau của chiếc điện thoại nữa. Và khi mà quý vị làm như vậy, đây là lúc mà chúng ta sẽ có thể kiểm tra tất cả màu sắc khác nhau. Ở phần dưới chúng ta sẽ chọn cái màu sắc chúng ta ưa thích. Và dĩ nhiên chúng ta có thể chọn cái màu tím mới toanh, hoặc là màu xanh, màu tím tám. Và nó giống tương tự như các bạn xem trên chương trình livestream. Thì ở đây chúng ta thấy là sao ạ? Chiếc Galaxy S9 với mẫu thiết kế tinh hoa nhất là màn hình tràn viền vô cực, thực sự là giúp cho chúng ta có thể trải nghiệm tất cả mọi điều diễn biến trên thiết bị quý vị. Đúng không ạ? Mà nó đang nằm ngay trong tay của quý vị đấy. Chiếc Galaxy S9. Và bây giờ tôi cực kỳ vinh dự khi tất cả quý vị đều đã có được cái trải nghiệm cận cảnh nằm ngay trong lòng bàn tay quý vị trước mặt. Và bây giờ tôi xin mời tất cả quý vị tạm thời chia tay, đặt qua một bên cái chiếc Galaxy S9. Và bây giờ, quý vị ơi, chúng ta đã có được, đúng không ạ, cái trải nghiệm đầu tiên với chiếc siêu phẩm Galaxy S9. Và như vậy, từ mặt trước tới mặt sau và cả xung quanh, cả bên ngoài, đây là chiếc điện thoại được thiết kế để giúp cho quý vị thực sự là có truyền thông tốt đẹp hơn trong mạng xã hội. Và nằm trong tay của quý vị, cảm thấy rất là tự tin, và nó cũng là một cái công cụ cơ bản nhất trong cuộc đời chúng ta ngày nay, đó chính là chiếc camera. Và để tạo ra chiếc S9 này, chúng tôi đã tái định nghĩa hoàn toàn lại camera và xây dựng cả một chiếc điện thoại tuyệt vời xung quanh chiếc camera này, giúp cho chúng ta có thể sử dụng nó để bộc lộ bản thân tốt hơn. Và chúng tôi đã tự thách thức bản thân chúng tôi với một loạt các câu hỏi khác nhau. Và chuyện gì xảy ra nếu như cái camera này nó có thể đáp ứng thích nghi với môi trường như thể là mắt người, nếu như nó có thể thực sự là làm chậm lại thời gian thì như thế nào? Nếu như nó có thể giúp cho con người có thể bộc lộ con người tuyệt vời hơn, nếu như nó có thể giúp cho quý vị có thể dịch thuật được ngôn ngữ xung quanh thế giới của chúng ta thì như thế nào? Và để trả lời câu hỏi đó, thì tôi sẽ chào đón, xin mời tất cả quý vị cùng tôi chào đón ông John Wong, là chuyên gia mà quý vị rất là yêu mến. Jonathan Wong, giám đốc bộ phận marketing sản phẩm. Vâng, xin cảm ơn Justin. Barcelona, quý vị thấy như thế nào? Vâng, thực sự tối hôm nọ tôi có ngồi chơi cùng với một vài người bạn và chúng tôi muốn chụp hình cùng với người bạn với nhau, bởi vì buổi tối mà, đúng không ạ? Và tất cả mọi người biết là thiết bị Galaxy là tuyệt vời nhất, cho nên là họ sử dụng cái điện thoại của tôi. Đa số các cái điện thoại, các thương hiệu khác, các camera, nó không chụp được hình ảnh sắc nét khi mà mặt trời lặn, sau hoàng hôn là không được. Và thực sự tại Samsung chúng tôi đã tạo một cuộc cách mạng thay da đổi thịt thực sự là trong camera của điện thoại. Rồi, năm nay chúng tôi hình dung xem là những điều gì có thể xảy ra nếu như có thể giúp cho tất cả quý vị có thể có cái hình ảnh sắc nét nhất, tuyệt vời nhất tại bất kỳ thời điểm nào trong ngày, tối, sáng cũng vậy. Thực sự là chúng tôi đã biến nó thành một cái công cụ nắm bắt được hình ảnh tuyệt vời và mô phỏng theo, đó chính là mắt con người. Quý vị có thể thấy mà mắt con người có thể thay đổi thích nghi với rất là nhiều các điều kiện ánh sáng khác nhau. Khi mà nó chói sáng thì mắt mọi người nheo lại, và khi tối thì mắt của chúng ta mở to hơn. Và quý vị thấy là sao? Ban ngày chúng ta sẽ nheo mắt lại khi mà ánh nắng mặt trời chói chang, và ban đêm mắt chúng ta mở rộng hơn. Và camera nó trước đây chưa được như vậy, nhưng bây giờ chiếc camera trên siêu phẩm Galaxy S9 đã có được cái khả năng thích ứng y như mắt người thật. Đó chính là sử dụng công nghệ Dual Pixel. Khi mà sáng quá thì khẩu độ nhỏ lại, và khi mà tối thì khẩu độ nó lớn hơn. Thực tế, đây là cái khẩu độ lớn nhất chưa từng có trong điện thoại thông minh, để mà quý vị có thể thực hiện được cả những cái bức hình xuất sắc nhất cả ngày và đêm.
và chúng tôi thực sự sử dụng các cái phần cứng khác nhau để giúp cho chúng ta có thể có được những cái trải nghiệm tuyệt vời như vậy. Và trước đây đã chúng tôi đã sử dụng những cảm biến tuyệt vời, và với chiếc S9 thì chúng tôi đã sử dụng thêm cái công nghệ mới tích hợp vào để kết hợp công nghệ Dual Pixel và cảm biến mới. Điều đó có nghĩa là tự camera này nó có thể xử lý 4 lần số lượng hình ảnh so với trước đây, và nó giúp cho chúng ta có thể thực hiện được những bức ảnh chụp kể cả trong điều kiện là thiếu sáng và chói sáng. Và điều đó có nghĩa là quý vị có thể thực hiện được những tấm ảnh chụp ngoài sức tưởng tượng, cho dù đó là trong hoàn cảnh cực kỳ chói chang, sáng chóa bên ngoài, hoặc là cực kỳ tối thiếu sáng. Tôi nghĩ là quý vị nghĩ xem vừa rồi là một số các cái điều kiện ánh sáng thay đổi rất là nhanh, nhưng chiếc điện thoại Galaxy S9 hoàn toàn có thể thực hiện cái tấm ảnh chụp tuyệt vời. Hồi nãy là trong các cái thời điểm mà thay đổi điều kiện sáng, chúng tôi đã chụp hình, quý vị xem đi, xem đi, tuyệt vời không ạ? When we set out to reimagine the và camera, khi mà chúng tôi tiến hành công cuộc tái định nghĩa lại camera, chúng tôi tìm hiểu những điều gì mà quý vị yêu thích nhất. Tất cả mọi người đều thích cái chế độ quay phim siêu chậm, bởi vì lúc đó tất cả mọi điều trông sẽ giống như là một cái bức trường ca, một ảnh sử thi. Và đấy chính là lúc mà chúng ta có thể làm chậm, thực sự siêu chậm thời gian. Nó sẽ giúp cho chúng ta thưởng thức rất là nhiều các cái khoảnh khắc khác nhau trong ngày. Đó do tại sao mà với chiếc siêu phẩm Galaxy S9 camera, chúng tôi đã tích hợp công nghệ quay siêu chậm ở đây. Và như vậy chúng tôi sử dụng các cái chip khác nhau DRAM để kết hợp với trong Galaxy S9 ở đây để chúng ta có thể sử dụng công nghệ quay siêu chậm ở đây. Điều đó có nghĩa là chỉ trong vòng một giây, chiếc camera này có thể nắm bắt được 960 khung hình khác nhau. Điều đó có nghĩa là chỉ trong vòng một chớp mắt, quý vị có thể nắm bắt được tới cả 960 khung hình khác nhau. Và để tạo thành một kiệt tác nghệ thuật, quý vị muốn xem đúng không ạ? Tôi sẽ mời một chuyên gia về công nghệ quay siêu chậm để kiểm nghiệm đúng không ạ? Quý vị biết à, đúng không ạ? These guys make awesome slow-mo đây videos. Chính là con người rất tuyệt vời tạo ra cả cái đoạn video quay siêu chậm tuyệt vời. Và chúng ta hãy cùng nhau chào đón người chuyên gia của chúng ta đến với công nghệ quay siêu chậm trên chiếc Galaxy S9 như thế nào. Wow, go. Hello, tôi là Gab. Tôi chính là chàng trai được xem là chuyên gia trong lĩnh vực quay siêu chậm. Did name ourselves appropriately. Và thực sự là chúng tôi trước đây đã làm rất là nhiều chương trình quay siêu chậm. Bây giờ cùng kiểm tra lại em này xem như thế nào. Coi thử nha. Rồi, bây giờ câu hỏi đặt ra là sao? À, thấy được không? Quá đẹp. Good box position. Quá tuyệt vời. Và bây giờ mình có thể đảo chiều lại. Làm lại lần nữa xem. Love those guys. Awesome. Và các bạn có muốn biết cách làm sao chúng ta có thể tạo ra các cái đoạn video mà siêu chậm như vậy không? Hãy gặp anh Gab và Dan sau chương trình Show Unpacked ở đây, và họ sẽ cùng xuất hiện trên kênh Samsung YouTube của chúng tôi trong vài tuần kế tiếp. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem công nghệ siêu chậm kết hợp với công nghệ của chúng ta hiện nay so với cái công nghệ siêu chậm bình thường hiện công nghệ quay chậm bình thường hiện nay sao? Cái điện thoại một bên là 240 khung hình một giây và một bên 960 khung hình một giây. Chúng ta thấy sự khác biệt không ạ? Quá khác biệt đúng không ạ? Mà đó mới chỉ là một đoạn clip ngắn thôi. Và nếu như quý vị sử dụng cái trình slow-mo ở đây, chúng ta có thể là sao ạ? Có thể là chậm lại cái
hành động đó và cảm xúc ngay khoảnh khắc đó. Và điều gì còn tuyệt vời hơn nữa với một cái đoạn video quay mèo như thế này, đúng không bạn? Cái đó được gọi là đoạn video quay mèo siêu chậm. Và vâng, như vậy chúng ta lại còn có cả cái tính năng là sẵn tự chụp hình. Chúng ta chỉ cần cài đặt cái chương trình này và bất kỳ lúc nào đó, cả cái chuyển động nó tự động nắm bắt được cả cái khoảnh khắc kỳ diệu ngay tại lúc nó xảy ra. Và quý vị có thể chuyển cái đoạn đó thành hình ảnh động GIF. Chúng ta có thể là cho nó chạy tới, chạy lui hoặc là vòng lặp. Và công nghệ quay siêu chậm ở đây giúp cho quý vị nắm bắt được những cái khoảnh khắc tuyệt vời bên cạnh bạn bè của mình, người thân yêu của mình. Và như vậy quý vị thấy sao mà chúng ta tự tạo ra một kiệt tác nghệ thuật của mình thì sẽ tuyệt vời như thế nào? Tất cả cái việc tôi cần làm đó là chỉ cần mở một cái camera ra, chỉnh sang chế độ quay siêu chậm và 3, 2, 1, vô! Tôi nghĩ là mình làm được rồi đấy. Kiểm tra thử xem nào. How cool is that? Wow, quá đã đúng không Khả? Quá hay. I'm totally gonna play it again. You gotta see it again. Okay, khi mà tôi bấm lại lần nữa, các bạn sẽ được xem lần nữa, đúng không? Have you ever seen water? Các bạn có bao giờ thấy nước trong những cái biến chuyển và hành động như vậy không? Cứ mỗi khi quý vị quay video, ngay lập tức tự động là quý vị hoàn toàn có thể cá nhân hóa nó trở thành một cái động tác, một cái biến chuyển hết sức là đặc biệt. Rất là đẹp, đúng không ạ? Đi ngược lại. Wow, quá hay, đúng không ạ? Of course. Vâng, dĩ nhiên rồi, có một số video sẽ giúp cho quý vị cảm thấy cười rất là nhiều lần và quý vị muốn xem đi xem lại nhiều lần. Cho nên quý vị có thể đặt cái chương trình video mà chúng ta đã quay được ở chế độ siêu chậm như vậy làm chế độ ngay trên màn hình của mình để chạm vào là được xem ngay. Các cái video quay siêu chậm, nó có thể vừa hài hước, vừa chào phúng một người thân yêu nào đó của bạn hoặc là một con thú cưng. Tất cả đều có thể sử dụng siêu phẩm S9 để quay lại. Và quý vị có thể kết hợp với đối tác của chúng tôi là The Dodo và BuzzFeed để sử dụng rất nhiều hình ảnh khác nhau và đăng tải lên đó. Và không cần biết là bao nhiêu hình ảnh video quý vị quay nhiều dung lượng, cũng cần phải lo dữ liệu nữa. Bởi vì chiếc S9 của quý vị đã được gia tăng bộ nhớ ngoài. Chúng ta có thể sử dụng khẩu độ kép, sử dụng cảm biến di động và sử dụng cái công nghệ quay siêu chậm cho cả bộ đôi siêu phẩm Galaxy S9 và S9 Plus. Và tối ngày hôm nay chúng tôi giới thiệu chiếc camera kép cho cả series S9, Galaxy S9 và S9 Plus, và nó có cái ống kính rộng hơn và nó sử dụng cả công nghệ chống rung quang học cho cả hai ống kính camera để cho quý vị có thể chụp ảnh sắc nét và rõ ràng hơn, không bị nhòe. Chúng ta nắm bắt được cái hành động nhiều hơn, chứ không phải chỉ là ghi nhận lại cái ký ức mà chúng ta thậm chí tạo ra được cả các cái bức ảnh cực kỳ nghệ thuật, giúp cho quý vị có được các cái bức ảnh chân dung chụp tuyệt vời bằng cách là xóa mờ phông, giúp cho hình ảnh nhân vật chính lộ rõ hơn. Và chúng ta hoàn toàn có thể chụp xong rồi làm vẫn được. Và tất cả điều đó chúng ta có thể tận dụng được các cái tính năng camera tuyệt vời này, bởi vì dĩ nhiên là tại bất kỳ môi trường nào, bởi vì với chiếc Galaxy S9, S9 Plus ta có công nghệ chống bụi và chống nước, và chúng ta có thể chụp những cái bức ảnh siêu phẩm cả ban ngày và ban đêm, những cái đoạn video sử thi trường ca siêu chậm và những bức ảnh tuyệt vời để đời. Và đó có nghĩa giúp cho chúng ta đã tái định nghĩa lại hoàn toàn chiếc camera của Galaxy S. Nhưng mà chúng tôi không chỉ dừng lại đó, mà chúng nâng tầm nó lên cả một độ cao mới để giúp cho quý vị trải nghiệm tuyệt vời nhất với chiếc điện thoại mình. Và để giúp cho quý vị hiểu như thế nào, xin cùng chào đón Adam Wallace.
Erin Wallace. Hi, cô Erin Wallace. Vâng, xin cảm ơn John. Xin chào tất cả mọi người. Tôi rất là hào hứng được có mặt ở đây ngày hôm nay để chia sẻ với quý vị nhiều hơn cái cách mà chúng tôi đã tái định nghĩa lại camera. Có vẻ như là chúng ta luôn luôn tìm kiếm những cách thức mới mẻ để mà chúng ta có thể cá nhân hóa cái thông điệp mà chúng ta gửi đến. Đó là lý do tại sao mà chúng ta có những cái emoticon này, quý vị có nhớ này không ạ? Xong sau đó chúng ta bắt đầu có các emoji và thậm chí lại có nhiều các loại emoji khác nhau nữa. Nhưng tất cả nó chỉ là những cái biểu tượng và những cái phím tắt. Và thực sự chúng ta nó rất là vẫn rất là khô khan trong việc diễn tả cái tâm trạng, cái cảm xúc chúng ta. Và năm nay chúng tôi đã thay thế tất cả điều đó. Và như với hình ảnh thật của chúng ta, bây giờ quý vị có thể sử dụng kể cả camera trước hoặc mặt sau để mà kết hợp nét mặt các bạn, tạo ra các cái emoji khác nhau và trong hình ảnh thực sự giống như là các bạn. Rất tuyệt vời, có đúng không ạ? John, mời anh lên đây một lại một chút xíu được không ạ? Để chỉ mọi người xem nhé. Đường Erin, một cái điều hay cực kỳ ở đây, đó là đối với cái emoji thì sử dụng hình ảnh gương mặt các bạn là tạo ra rất là đơn giản và sử dụng rất là tuyệt vời. Và bây giờ như thế này, tôi cắm lại dây nha. À, không sao đâu. Cắm lại dây. And we're good. Rồi, ổn rồi. So, đây. All we do. Đây. Tất cả những việc mà chúng ta cần làm là mở camera lên. Go to AR emoji. Và chúng ta có cái emoji. Create my emoji. Cá nhân hóa AR emoji. Chụp hình ảnh của tôi, tạo ra emoji của tôi. Và bây giờ sử dụng camera mặt trước để chụp hình. Và đơn giản giống như là chúng ta là chụp selfie thôi. Tôi muốn gỡ kính ra để camera có thể quay rõ gương mặt của tôi. Vâng, đây. Now it's taking my image. Và bây giờ AR emoji. Tôi sử dụng cái hình ảnh gương mặt của mình để tạo ra cái emoji của chính gương mặt tôi. And there it is. Và đây. Nice. All right. It's a bit generous with the hair. Cái này tóc đó là nó hơi tự tự nhiều rồi, tại vì tôi không có tóc nhiều mà mà không sao, chúng ta vẫn có thể cá nhân hóa lại. Okay. Okay, chuyển sang bên này đi. Okay, chuyển sang cái phiên bản ít tóc hay được không ạ? Okay. Yeah, that's much better. À, cái này hay hơn rồi đó. So now let's accessorize. Và bây giờ là try next ones. Yeah, thử cái này đi. Okay. Lastly, wardrobe. Và cuối cùng đó là cái gì ạ? Yeah, I think black t-shirt looks good. Black tôi thấy là cái áo thun đen là được đấy, được trai đấy. And now, rồi. Personalizing my AR emoji. Bây giờ tôi sẽ cá nhân hóa, đúng không? Cái emoji AR của tôi. See how embarrassing his actual facial expressions. Thấy à, các bạn thấy gương mặt thật sự của anh thế nào? Các bạn thậm chí có thể cài đặt cả tin nhắn thoại trong đó. Và thực sự là ta có tất cả các cái hình ảnh ở đây nó đều mô phỏng theo gương mặt thật tất cả các bạn ở đây. Mà cái điều đặc biệt là tất cả các bạn có thể là sử dụng bạn bè của các bạn sử dụng điện thoại thông minh nào đi nữa, quý vị đều có thể chia sẻ lại các cái hình ảnh này với họ. Và bởi vì chúng ta có thể sử dụng kết hợp với các thiết bị khác trong hệ sinh thái của Samsung và trên các cái nền tảng nhắn tin khác, ví dụ như là Facebook Messenger hoặc là WhatsApp. Và John, chia sẻ thêm được không ạ? Đây. Eyebrows. Em nè, đây là cái đôi lông mày của tôi nè, tôi làm như thế này nha. Và một số các cái đặc điểm khác nữa, tôi có thể làm theo kiểu thỏ được không? Bunny. Oh, bunny thỏ nào. Okay, that was pretty cool. Quá hay. So, the other night I was with Justin. And he absolutely hôm nọ có nói chuyện với Justin và đấy cảm thấy thực sự rất là tuyệt vời nếu chúng ta có thể làm demo trực tiếp tại sự kiện Unpack ở đây. Và tất cả chúng tôi đều cảm thấy tuyệt vời khi mà cái phần emoji này ở bên mạng rõ nhất hay nhất. Vâng, xin mời Justin. Và xin cảm ơn đã làm chương trình demo lại trực tiếp ở đây. Và thực sự đây là sáng thứ hai rồi ha. Và ở đây là tôi muốn là người chuyên nghiệp nha, đi làm rõ ràng nha. Ok, còn cái này là buổi tối thứ bảy nha, chuẩn bị đi chơi đó, ăn mặc như thế này nè. Và chuẩn bị xem sự kiện World Cup, sự kiện bóng đá tuyệt vời nhất hành tinh. Đúng không ạ? Đi sang Tây Ban Nha ăn mặc giấy này được chưa? Thấy sao? John thấy cái nào được nào? Thấy cái đó là hay đó. Nhưng mà tôi vẫn thích cái hình ảnh của tôi được hơi. Erin thấy như thế nào? Khó quá nha. Tôi cần phải kết với anh John rồi. Xin lỗi anh Justin vậy nha. Ok, tôi sẽ chia sẻ cho bạn xem để cảm nhận của tôi như thế nào.
là một trong 18 cái emoji được cá nhân hóa khác nhau. Thôi bây giờ tôi chọn cái này đi. Ok, đây là cảm nhận của tôi. Quá tuyệt vời. Vâng, xin cảm ơn đã giúp tôi ạ. Trình bày. And if you don't want to create your own emoji, you can use some of the other familiar faces, including one of the world's biggest celebrities. He's got a star on the Hollywood Walk of Fame, and he's been a titan of the industry for over 8 decades. That's right. It's nổi tiếng 8 thập niên qua của con người đó là chú Mickey. Chính xác. Chúng ta vẫn chúng tôi đối tác chiến lược với lại hãng Walt Disney, và quý vị có thể sử dụng các hình ảnh nhân vật như là Mickey Mouse, chuột Mickey, chuột Minnie và các nhân vật trong bộ phim The Incredibles. Và quý vị có thể sử dụng nó để tạo ra các emoji chưa bao giờ có trước đây. Và đây là tất cả những công cụ để giúp cho quý vị bộc lộ, bày tỏ bản thân mình theo những cách trước đây chưa bao giờ có. Năm ngoái chúng tôi giới thiệu với tất cả quý vị cái nền tảng trợ lý ảo Bixby để giúp cho quý vị có thể tận hưởng nhiều hơn trong điện thoại của mình và giúp cho quý vị thực hiện được rất nhiều công việc hàng ngày. Tôi lấy ví dụ là chúng ta gặp một ngôn ngữ mới, chúng ta muốn dịch ra như thế nào, thì hiện nay kết hợp với AR giúp cho quý vị có thể dịch ra theo thời gian thực và thực sự có thể giúp cho quý vị lấy cái ngôn ngữ đó, cái câu chữ đó dịch ra trực tiếp ở đây tại Barcelona. Bixby thực sự là phục vụ tôi rất là tuyệt vời. Tôi cũng biết được một số cũng biết được khá khá tiếng Tây Ban Nha, nhưng mà đôi khi tôi cũng gặp trắc trở, và tôi không biết các bạn như thế nào, nhưng mà đôi khi tôi cũng phải khó khăn mà mới hiểu được. Nếu vậy ngày mai khi mà đi ăn trưa, tôi sẽ sử dụng trợ lý ảo Bixby để giúp tôi thử thêm nha. Ok, vậy đầu tiên tôi chuyển sang chế độ camera, tôi nói sử dụng trợ lý ảo Bixby. Và I wonder what Bacalao Ono could be. Tôi không biết là Bacalao Ono là cái gì. Tiếng Tây Ban Nha đây mình không biết nó là cái gì. And Bixby will translate it for me live. Vậy thì nó sẽ dịch trực tiếp ra cho tôi, dịch live luôn. Sounds good. Oh, wow. Quá hay. Isn't that great? Có tuyệt vời không ạ? As Bixby keeps improving, vậy thì chúng ta thấy là trợ lý ảo Bixby ngày càng tiến bộ, thì chúng ta sẽ ngày có thể sử dụng trong ứng dụng trong nhiều cả cái lĩnh vực khác nhau trong cuộc đời của mình. Và camera của quý vị nó có thể nhận ra được cái thức ăn trên bàn của quý vị là gì, và nó sẽ giúp cho chúng ta kiểm tra trong Samsung Health để biết được lượng calo là bao nhiêu, như thế nào. Như quý vị đã biết đó là Samsung luôn luôn nắm bắt cái ý tưởng là làm sao phải tận dụng được công nghệ để phục vụ cuộc sống con người tốt đẹp hơn, đặc biệt là đối với những lĩnh vực, những cái khung không gian, khía cạnh mà nó quan trọng cuộc đời các bạn. Quý vị biết đó, bản thân tôi là yêu thích mua sắm, và một trong những cái sản phẩm tôi thích mua đó là sản phẩm make up trang điểm. Đôi khi đó là tôi trước đây là phải đi trực tiếp ra cửa hàng để mua sắm, nhưng mà tôi rất là bận rộn và tôi không có nhiều thời gian. Nhưng mà bây giờ trợ lý ảo Bixby đã giúp cho tôi làm điều đó hết sức là tuyệt vời. Chính nhờ cái quan hệ đối tác rất là tuyệt vời của chúng tôi với các hãng có liên quan, và quý vị có thể sử dụng trợ lý Bixby thực hiện việc mua sắm trực tiếp từ camera. Quý vị, Echelon rất là nổi tiếng ở Mỹ, Canada, Hàn Quốc và Trung Quốc. Và thực sự bây giờ quý vị hoàn toàn có thể sử dụng AR để cải thiện cái cách mua sắm quý vị rất là nhiều. Gọi là không phải chỉ có như vậy không, Galaxy S9 còn giúp cho quý vị có thể thực hiện các cái sử dụng công nghệ AR Core để giúp cho những người dùng Galaxy có trải nghiệm tuyệt vời hơn nữa. Và như vậy sau tất cả những trải nghiệm như vậy, quý vị có thể thấy là tôi thực sự yêu thích camera này, không những chỉ là nhờ những hình ảnh tuyệt vời nhất, mà nó còn giúp cho tất cả mọi thứ trong cuộc đời của tôi dễ dàng hơn, từ shopping, từ mua sắm, ăn uống, tới du lịch, vân vân. Và như vậy, nó đã giúp cho chúng ta thực sự là tiến hóa, thay da đổi thịt, hoàn toàn cái cách mà chúng ta sinh sống và làm việc. Và chúng ta hãy cùng nhau chào đón Matt Dustin để chia sẻ thêm quý vị. Dạ,
giám đốc danh mục sản phẩm. Vâng, xin cảm ơn Erin. Rất là vui được có mặt ở đây tại Barcelona. Sư phạm S9 ở đây. Chúng tôi không những chỉ là tái định nghĩa camera mà chúng tôi thiết kế cả một chiếc điện thoại siêu phẩm để phù hợp với camera này để giúp cho quý vị tận hưởng một thế giới trước đây bao giờ có. Và đó như là một cánh cổng giúp đưa quý vị bước vào thế giới trước đây chưa bao giờ trải nghiệm. Và đó là chiếc điện thoại tuyệt vời để quý vị vừa vui chơi, tiêu khiển giải trí tuyệt vời và vừa cho công việc và giúp cho quý vị có trải nghiệm tuyệt vời. Nó giúp cho chúng ta có được những hình ảnh, giúp chúng ta đắm mình vào đó với màn hình 5.8 và 6.2 inch. 5.8 là Galaxy S9 và 6.2 là Galaxy S Plus. Quý vị đều biết Barcelona là thành phố cực kỳ tuyệt đẹp và đặc biệt là nếu như thấy hình ảnh của S9, Galaxy S9, quý vị thấy là hình ảnh quá tuyệt vời. Nó giống như là hình ảnh hút mắt tầm nhìn của quý vị vào đó, như quý vị đang đắm mình vào đó. Từ những cái khoảnh khắc chói sáng, ánh sáng mặt trời chói chang trong ngày cho đến lúc mà ánh thiếu sáng trong ngày, chúng ta đều có thể có được hình ảnh tuyệt vời như vậy. Và chúng ta đều sử dụng rất là nhiều cho những trải nghiệm của mình. Nhưng thực tế để trải nghiệm hoàn toàn thì âm thanh cũng phải là tinh túy nữa. S9 giúp cho chúng ta có được cái trải nghiệm chưa bao giờ có trước đây. Cái to nhất, âm lượng to nhất chưa bao giờ có. Vâng, tôi nhắc lại, to nhất chưa bao giờ có trước đây. Vâng, xin cảm ơn. These are new AKG tunes, đây dual chính stereo speakers. Là loa cặp loa stereo do chính hãng AKG tinh chỉnh và âm thanh vòm Dolby Atmos. Và quý vị nhớ lại xem lần gần nhất mà quý vị đi rạp hát, đi rạp chiếu phim, xem phim, right? Và chúng ta thấy âm thanh chúng ta đắm chìm vào trong đó rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Well, vâng, chúng tôi đưa trải nghiệm đó tích hợp vào ngay trong chiếc Galaxy S9, âm thanh vòm Dolby Atmos, và xuất hiện ngay trong một thiết bị di động như vậy. Công nghệ Dolby Atmos đã tận dụng chiếc Galaxy S9 và cặp loa stereo để mà tận dụng cho quý vị có thể trải nghiệm được những trải nghiệm trong thế giới thực xung quanh. Và chúng ta có thể sử dụng ngay chính cặp loa stereo đó hoặc là tai nghe headphone để mà chúng ta có thể tận hưởng ngay những âm thanh đó, và chúng ta có thể gắn vào, đúng không ạ, ngay phía dưới của thiết bị này. We've made these changes nghe, because đó. The fact is, chúng tôi thực hiện thay đổi đó bởi vì rất là nhiều người chúng ta xem do, phim và âm thanh hoặc clip gì đó qua điện thoại, và chúng ta làm như vậy phần lớn là trong lúc chúng ta đang đi ngoài đường. Và như vậy với chiếc Galaxy S9 để mà chúng ta đang làm live stream hoặc là chơi game để có trải nghiệm tuyệt vời nhất, thì chiếc Galaxy S9 đã được sử dụng trong những bộ chipset tân tiến nhất trên thị trường hiện nay. Quý vị, điều đó có nghĩa là chúng ta trải nghiệm nhất và với mạng tuyệt vời nhất. Điều đó có nghĩa là dung lượng tải về nhanh nhất hiện nay trên điện thoại. Tôi không biết các bạn như thế nào, nhưng mà bản thân tôi ngày nay rất là khó có cơ hội xem trọn vẹn một bộ phim mà không bị cắt ngang. Điều khi là trên cùng cái điện thoại của mình, tôi làm nhiều tác vụ, nhiều thực hiện việc đa nhiệm, phần lớn thời gian là như vậy. Và khi chúng ta nhận được các cái thông báo khác nhau, chúng ta có thể kéo nó xuống dưới và chúng ta mở ra ở một cái mặt cửa sổ mới nằm ngay trên cái cửa sổ. Điều đó có nghĩa là chúng ta vẫn có thể thưởng thức cái video và trả lời cùng lúc. Và đa nhiệm ở đây không phải chỉ là làm được nhiều hơn cùng lúc, mà nó có nghĩa là chuyển dịch qua lại giữa các tác vụ khác nhau một cách nhẹ nhàng, không bị giật màn hình. Và như vậy chúng ta có thể chuyển qua các cái app khác nhau ở trong điện thoại của mình, không phải là sử dụng cái cách trước đây. Xin cảm ơn. Không phải sử dụng cách cổ điển trước đây. Và sau cả một ngày dài chúng ta xem phim rồi chơi game vân vân, thì chúng tôi sẽ giúp quý vị biến điện thoại này trở thành một cái trải nghiệm tuyệt vời, dễ dàng, cực kỳ dễ dàng, cực kỳ nhanh. Khi mà chúng ta thực hiện việc sạc, quý vị không phải lo lắng về chuyện hết pin.
We listened intently to your feedback. Thực sự chúng tôi đã lắng nghe rất là chăm chú những cái ý kiến đóng góp đến quý vị, nhờ ý tưởng chia sẻ để giúp cho chúng ta làm sao có thể trải nghiệm đắm chìm mình vào điện thoại nhiều hơn. This is a device và đây chính là một thiết bị đã tạo ra một cái mạng hoàn toàn về cái cách mà chúng ta nghĩ trước đây về cái điện thoại là như thế nào và nó có thể làm như thế nào. Đây là một thế giới hoàn toàn hình ảnh trực quan nhiều hơn, trực tiếp nhiều hơn và mạng xã hội truyền thông tuyệt vời nhiều hơn. Và đây chính là tương lai của điện thoại. Và như vậy, trước khi quý vị có cơ hội trải nghiệm trực tiếp, thì diễn giả kế tiếp của chúng ta sẽ cùng trải nghiệm qua các cái phần mềm cũng như là vấn đề an ninh bảo mật của điện thoại trong thế giới biến động ngày nay. Vâng, xin cảm ơn rất là nhiều. Kính thưa quý ông quý bà, chúng ta cùng nhau chào đón lên sân khấu Phó Chủ tịch Điều hành về trí tuệ nhân tạo và phần mềm ông Hy. Và xin gửi lời chào tất cả quý vị đến với chúng tôi khắp nơi trên thế giới. Tôi xin được tự giới thiệu, tôi là trưởng bộ phận phần mềm, phát triển phần mềm và trí tuệ nhân tạo trong hàng ngũ lãnh đạo của Samsung. Trong 15 năm làm việc cống hiến tại tập đoàn Samsung, tôi đã có điều kiện cống hiến từ thời những cái chiếc điện thoại thông minh ra đời từ đầu những năm 2000 cho tới chiếc điện thoại ngày nay. Và chúng tôi thường xuyên đẩy mạnh các cái tầm cao mới, bước lên các cái tầm cao mới về máy học, về các công nghệ máy học và trí tuệ nhân tạo AI, và kết hợp tất cả những cái phần cứng tuyệt vời nhất với những phần mềm tiên tiến nhất. Chúng tôi tin rằng quý vị không thể nào có cái này thiếu cái kia được, nhưng với cả hai chúng ta hoàn toàn có thể mang lại cái tác động sâu sắc đến cuộc đời con người. Đó do tại sao mà chúng tôi đã trở thành tập đoàn đi đầu thế giới về chip và các cảm biến khác nhau, và đã tạo ra cái cách mà thực sự cách mạng hóa hoàn toàn cách mà các bạn trải nghiệm cuộc sống, sinh hoạt và làm việc. Và ngày nay, cái điện thoại dòng Galaxy đã có thể làm được rất là nhiều việc mà trước đây chúng ta chưa bao giờ chúng ta dám tưởng tượng ra. Ví dụ như là quý vị theo dõi calo trong cái thức ăn, rồi dịch thuật, rồi làm các công việc khác nhau. Và đó là tầm nhìn của chúng tôi dành cho các cái dịch vụ phần mềm, không phải chỉ là điện thoại tuyệt vời mà giúp cho quý vị có được giá trị lớn nhất từ đó. Không những chỉ giúp cho trải nghiệm quý vị tốt đẹp hơn mà còn giúp cho chúng ta trải nghiệm nhanh hơn, dễ dàng hơn và mang tính trực quan nhiều hơn. Và thực sự với dòng Galaxy hiện nay, chúng ta có thể thấy tầm nhìn đó đã đi vào hiện thực. Take Samsung Pay for example. Chúng ta hãy cùng khảo sát phần mềm thanh toán Samsung Pay. Chúng ta thấy là sao? Chúng tôi tin rằng cái việc thanh toán chỉ cần đơn giản chỉ bằng một cú chạm. Đó lý do tại sao chúng tôi đã giúp cho nó tương thích với hầu hết các cái hệ thống thanh toán khác nhau. Ngày nay Samsung Pay đã có mặt ở trên hơn 20 thị trường khác nhau, và chúng tôi vẫn tiếp tục phát triển mở rộng hơn nữa để giúp cho Samsung Pay ngày càng đến được với nhiều người tiêu dùng hơn. Với phần mềm Samsung Health giúp cho mọi người có công cụ để giúp cuộc sống họ tuyệt vời hơn, trải nghiệm tốt hơn, chỉ cần chạm vào cái cảm biến hoặc là chụp hình một cái đĩa thức ăn của quý vị. Và Samsung Health sẽ cho quý vị biết là loại nhiều. Và Samsung Smarting sẽ giúp cho quý vị có thể kiểm soát được các cái thiết bị quan trọng nhất trong cuộc đời các bạn. Chỉ đơn giản như là chúng ta bật một chiếc công tắc. Và với trợ lý ảo Bixby, chúng tôi đã tạo ra một cái nền tảng giúp cho quý vị sử dụng điện thoại của mình dễ dàng hơn theo cách thức mà quý vị muốn. And anticipate your needs. And with powerful AR capabilities, it helps you understand và nó giúp cho quý vị hiểu được and express yourself thế giới xung quanh ways. Và giúp cho quý vị có thể bộc lộ được bản thân mình theo cách thức khác nhau. Và đó mới chỉ là một số trong rất nhiều các tính năng mới
của phần mềm tại Samsung giúp cho chúng ta có thể cải thiện được cuộc sống của mình tốt đẹp hơn, và đó mới chỉ là phần ngọn, phần chỏm của tảng băng. Và cái điều quan trọng hơn nữa đó là ngày nay data của chúng ta, dữ liệu của chúng ta chính là trong tài sản quan trọng nhất, và chúng ta cần phải được an tâm là các cái dữ liệu data của chúng ta nó được an toàn và nó được bảo vệ bảo mật tốt nhất. Và đó do tại sao mà chúng tôi đã sử dụng tất cả các công nghệ khác nhau, từ Samsung Pay, Big Data, tất cả mọi thứ tích hợp lại với Samsung Knox. Và thực sự từ các nhà phân tích hàng đầu trong ngành cho tới các cơ quan chính phủ và các nền tảng khác nhau đều nhận thấy một điều là từ cả họ cho tới cả người tiêu dùng cá nhân, cái vấn đề bảo mật cá nhân, bảo mật thông tin rất là quan trọng. Đó do tại sao mà chúng tôi gửi đến tất cả quý vị một loạt các dịch vụ trọn gói để giúp cho tất cả chúng ta có thể cập nhật tất cả các cái dịch vụ, kể cả là công nghệ cloud đám mây, thanh toán đám mây, để chúng ta có thể bảo mật tuyệt vời. Và ngày nay chúng ta ngày càng đưa nhiều công việc về nhà để chúng ta xử lý hơn và làm hơn, và nhiều lĩnh vực khác nhau, từ tài chính cho tới chăm sóc y tế, từ sản xuất cho tới kinh doanh, vân vân. Tất cả mọi nơi trên thế giới đều đang quay sang muốn sử dụng dòng điện thoại Galaxy, và chúng tôi giúp cho họ có những trải nghiệm mực mà nhất nhờ công nghệ Samsung DeX. Và đây chính là nền tảng giúp cho chúng ta sử dụng ngay những cái app, những cái chương trình trên điện thoại của mình qua màn hình lớn hơn. Và rất là nhiều công ty, tập đoàn thế giới họ thích cái này, và giúp cho những các anh chị làm mà IT manager, quản lý của phần IT đó, có được trải nghiệm mực mà hơn. Và chúng tôi tự hào khi là người đi đầu trong lĩnh vực công nghệ như vậy. Và như tôi đã nói từ đầu, tất cả những cái thiết bị này nó không phải là thiết bị riêng rẽ, tách rời, mà nó được xây dựng kết hợp với tất cả các cái phần mềm đi sâu vào việc bảo mật thông tin. Và tất cả các bạn thấy kết hợp lại thì sao ạ? Nó được gọi chung là intelligence, là trí thông minh. Bixby sẽ kết hợp tất cả điều đó lại, thực sự là giúp cho chúng ta sống trong thế giới kết nối thực sự. Mục tiêu của chúng tôi dành cho trợ lý ảo Bixby là ba yếu tố. Thứ nhất là phải có mặt trên tất cả các thiết bị khác nhau. Nó sẽ mang tính chất cá nhân và nó phải dự báo được trước, cực kỳ thông minh cái nhu cầu các bạn. Và điều quan trọng nhất là nó sẽ sẵn sàng cởi mở để đón nhận thêm bất kỳ thành viên nào mới xuất hiện trong gia đình hệ sinh thái chúng tôi. Mỗi ngày đều giúp cho cái trải nghiệm, đặc biệt là trong công nghệ di động của chúng ta, nâng lên một tầm cao mới. Và trong năm nay, quý vị sẽ đón nhận được nhiều trải nghiệm nhiều hơn nữa với trợ lý ảo Bixby 2.0. Tôi ước tôi gì mình có thể tiết lộ được nhiều thông tin hơn nữa với quý vị, nhưng mà không sao, tôi sẽ quay trở lại chia sẻ thêm với quý vị. Và hiện nay, tôi kỳ vọng là tất cả quý vị sẽ trải nghiệm và sẽ rất là thích thú với dòng siêu phẩm Galaxy S9. Và bây giờ xin mời mời lên sân khấu ngài chủ tịch DJ Cole. Thank you, yes. Vâng, xin cảm ơn anh. And thank you all. Và xin cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều đã dành thời gian đến với chúng tôi. Như tất cả quý vị có thể cũng đã nhận định được rằng chúng ta cực kỳ hào hứng đón chào siêu phẩm Galaxy S9 mới. Và thực sự là quý vị hoàn toàn có thể kiểm tra ngay lập tức từ ngày 16 tháng 3, có mặt ngay cả cửa hàng bán lẻ ngoài kia. Quý vị có thể đến tận nơi. Nếu mà nó quá lâu chờ, phải lâu quá mới có hàng, thì chúng ta có thể đặt hàng trước tại Samsung.com và các cửa hàng đối tác của chúng tôi. Và thêm vào đó thì chúng tôi dành một cái chương trình tuyệt vời dành cho tất cả quý vị, rất giá trị, bằng cách là quý vị có thể mang cái điện thoại hiện nay của quý vị đến
và đổi để nâng cấp lên chiếc Galaxy S9. The Galaxy S9 chiếc Galaxy Edition, a complete package, phiên bản Enterprise, customized for trọn gói Enterprise customers, và giúp phục vụ các khách hàng doanh nghiệp và có mặt trên kệ từ ngày 16 tháng 3 và tôi mời tất cả quý vị sẽ cùng trải nghiệm nhiều hơn và tận hưởng tất cả những trải nghiệm mới, những tính năng mới hoàn toàn trên chiếc Galaxy S9. Và tại hội nghị MWC này, Thế giới di động kỳ này, quý vị sẽ có thể thấy tận mắt lần đầu tiên chiếc siêu phẩm Galaxy S9 sẽ giúp cho cuộc đời các bạn dễ dàng hơn, khỏe mạnh hơn và vui vẻ hơn như thế nào. Please. Vâng. Come and check it out. Chúng ta hãy cùng trải nghiệm mà xem. Vâng, xin cảm ơn. Siêu phẩm Galaxy S9. Kính thưa toàn thể quý vị kính mến, như vậy là chúng ta đã vừa cùng nhau thấy những điều không thể, đúng không ạ? À? Samsung Galaxy S9 và S9 Plus. Và thưa quý vị, giờ đây thì tất cả các anh chị phóng viên báo đài ở Barcelona đang rất là hấn khởi để cùng nhau trải nghiệm Galaxy S9 và S9 Plus. Còn ở Việt Nam của chúng ta tại thành phố Hồ Chí Minh, ngay tại thời điểm này thì như thế nào ạ? À? Thì chắc chắn tất cả chúng ta cũng sẽ được trải nghiệm Samsung Galaxy S9 và Samsung Galaxy S9 Plus. Giờ đây thì tất cả các anh chị sẽ được tận tay sờ lấy.